Dạ rồi, nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một bệ rừng dúi lũ quách VIP nha. Bắc cầu lũ quách. Rồi cây này thì cái hoành ở đây này, cái hoành của cái thân này này là 47, cây cao đến ngọn là 45. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 62 nhân cho 40 nha. Rồi, cây bắc cầu luôn. Cái này về lên tiêu cảnh rất là ok nha. Lũ nè, lũ quách rất là già, tuyệt vời nha cả nhà. Này lên tiêu cảnh là ok luôn nha, VIP Pro luôn. Cây khỏe nha cả nhà. Già thân rất là đẹp. Lũ quách rất là ok luôn. Đã cây rất là già nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha.